chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Lộ diện Honda Dash 125/2023 Tamiya đang gây bão tại cái triển lãm là BIMS 2023 với một ý tưởng đầy táo bạo. Honda Dash 125/2023 Tamiya chính thức là một trong những cái ấn bản hết sức đặc biệt khi được hãng Honda đem tính một cái cuộc triển lãm là BIMS 2023 vừa qua. Một khi đã sổ được cái mẫu là Dash 125/2023 Tamiya, chắc chắn người chủ của nó đã được không ít những trải nghiệm thú vị khi một ý tưởng ra đời hết sức táo bạo. Cái chiếc Dash 125/2023 Tamiya là một trong những phiên bản là cực kỳ đặc biệt khi đánh dấu cái sự hợp tác giữa hãng xe Honda và công ty đồ chơi Nhật Bản là Tamiya rất nổi tiếng. Nếu như bình thường Tamiya chuyên sản xuất các mẫu mô hình đồ chơi sắc sảo, thì phiên bản Dash 125/2023 Tamiya mà Honda ra mắt trong lần này lại là một trong những cái dòng xe thứ thiệt. Những cái ý tưởng thì giả lập phong cách xe của mô hình đồ chơi. Người mua Dash 125/2023 Tamiya khi nhận xe sẽ được trải nghiệm cái cảm giác khui thùng, một cái chiếc hộp và những cái tông đã được đóng gói rất là chỉnh chu phong cách của Nhật Bản, tạo nên một cảm giác là vô cùng thích thú với những trải nghiệm một cái lối xế cưng ra khỏi cái hộp giống như một cái chiếc xe mô hình đồ chơi. Trên phiên bản Dash 125/2023 Tamiya, khung sườn là T-bone cũng rất đặc trưng của một cái dòng xe được trang trí nhãn hiệu độc quyền của công ty Tamiya, vô cùng là nổi bật, khẳng định được cái sự đặc biệt và xịn sò của phiên bản đình đám lần này. Ngoài ra cái phiên bản này còn có thêm cái phần ốp che bồ khắc laser nhãn hiệu Tamiya đầy chăm chút. Nó vừa là một trong những cái điểm nhấn bắt mắt, vừa hạn chế tình trạng người lái và người ngồi sau bị phỏng chân trong quá trình sử dụng chiếc xe. Dash 125 Tamiya hoàn toàn giữ cho mình những đặc trưng của một cái dòng phiên bản từng đã xuất hiện, chẳng hạn như cái phục trước là upside down, hệ thống thắng đĩa trên cả hai kinh, công nghệ ABS ở một kinh cho bằng bánh trước. Dash 125/2023 Tamiya sẽ được cung cấp sức mạnh bởi có động cơ lực 125cc, có kết cấu hộp số tròn 4 cấp liên hợp lực con tự động vô cùng dễ chạy. Cái động cơ này tạo ra cái công suất tối đa là 9,2 HP, ở ngưỡng tua máy là 7.000 vòng trên phút, trong khi mô men xích cực đã là 10,8 Nm tại ngưỡng tua máy là 5.000 vòng trên phút. Dash 125/2023 Tamiya chỉ được Honda phân phối thị trường Thái Lan với mức giá bán đề xuất là 99.900 bạc Thái, nó tương đương là gần 68 triệu đồng. Khi mua xe sẽ tăng kèm thêm một cái mũ hiểm là 3 phần từ đầu Tamiya. Theo như Honda công bố, nếu muốn sở hữu được cái chiếc Dash 125/2023 phiên bản Tamiya thì phải đặt trước khoảng là 13 ngày, với thời gian đặt dao động trong khoảng là ngày 22 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày là 2 tháng 4 năm 2023. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhấn like, subscribe.